Có lẽ, ngoài những giá trị độc đáo về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc, đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An thuộc xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên còn kết tinh những giá trị đặc sắc, độc đáo về vật thể và phi vật thể. Chính vì thế mà các thế hệ người dân nơi đây đã đời nối đời, truyền cho nhau một câu ca vô cùng nổi tiếng để nói về sự hấp dẫn của đền Đậu An. Tỉnh Nam vui nhất phủ dày, vui thì vui thật, không tày Đậu An. Câu ca đó cho thấy, chuyện xưa tích cũ, những giá trị vật thể, phi vật thể ẩn chứa trong lòng đền Đậu An. Ngôi đền cổ có khởi nguồn trên 2.200 năm tuổi, vẫn còn nguyên giá trị, là tài sản, nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và mãi là niềm tự hào của các thế hệ người dân xứ Nhãn. Khi bước chân tới đây đấy thì trước hết là tôi cảm nhận được cái sự linh thiêng của cái di tích này và rất là xúc động. Và vì vậy cho nên ấy, tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhiều người hành hương tới đây rồi các nhà nghiên cứu quan tâm tới di tích này đấy cũng là cái điều dễ hiểu, là bởi vì đây là cái nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái ngọn tháp, cái bệ thờ đều làm bằng đất nung. Và cái này nó trở thành một cái di sản có thể coi là vô giá. Đấy cũng chính là cái nét đặc sắc của đền Đậu An. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một ngôi đền ở Việt Nam. Tôi cảm thấy như có một duyên phận nào đó mà tôi mới có thể đến đây. Tôi rất vui vì một người bạn đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm không khí linh thiêng và lịch sử ở nơi này. Tôi rất mong chờ một ngày sẽ được quay trở lại tham quan và vãn cảnh ở đây. Theo thần tích còn lưu giữ tại đền Đậu An cũng như qua lời kể của người dân địa phương, xưa kia làng Trạ Xá, nay là An Xá, là một vùng đất sình lầy hoang vu, có nhiều thú dữ. Vào những năm trước công nguyên, có ngũ lão tiên ông đến xây dựng một cái quán bằng chanh tre nứa lá, gọi là Thụy Ứng Quán, hay còn gọi là Quán Điềm Lành. Do có nhiều thú dữ đe dọa cuộc sống và phá hoại mùa màng, một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mở cổng trời, phái Tây Vương Phụ và Tây Vương Mẫu xuống hạ giới, phối hợp cùng ngũ lão tiên ông diệt trừ hổ dữ. Hai vị xuống hạ giới đầu thai vào làm con một gia đình nông dân. Hai đứa bé lớn lên có thân hình to lớn dị thường. Nhờ có tướng mạo to lớn và sức khỏe phi thường, nên hai người không chỉ giúp nhân dân diệt trừ ác thú, mà còn mở mang làng Trạ Xá, đem lại cuộc sống yên bình, ấm no cho nhân dân. Chính vì thế, sau khi hai ông bà qua đời, nhân dân làng Trạ Xá đã tôn thờ và suy phong ông bà là Thiên Tiên, Địa Tiên. Để tưởng nhớ công ơn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Lão Tiên Ông cùng các vị Thiên Tiên, Địa Tiên, người dân địa phương đã gom góp tiền của trùng tu, mở rộng Thụy Ứng Quán thành một ngôi đền to đẹp, lấy tên là đền An Xá, hay còn gọi là đền Đậu An. Để nói về lịch sử của làng, sự tích của đền, các thế hệ người dân nơi đây đã đời nối đời truyền nhau những vần thơ rất đỗi tự hào về làng Trạ Xá. Tục truyền Trạ Xá xưa kia, sình lầy lau sậy mịt mờ rừng xanh. Song đây giải đất hiền lành, tiên ông ngũ lão dựng xây quán lều. Thụy Ứng Quán lều tranh soi tỏ, đã bao đời còn giữ đến nay. Cội nguồn An Xá từ đây, ngàn đời trụ vững dựng xây xóm làng. Theo sử sách, đền An Xá được chính thức ghi vào lịch sử với tên gọi Thụy Ứng Quán từ năm 226 trước công nguyên.
vào khoảng thế kỷ thứ 16-17, Thụy Ứng Quán được xây dựng và mở rộng như ngày hôm nay. Đền tọa lạc trên khu đất có dáng hình đầu rồng với diện tích trên 20.000 m2. Mặt tiền của đền nhìn về hướng nam. Theo quan niệm của dân gian, đây là hướng tràn đầy sinh lực, sinh khí của vũ trụ. Vị thần ngồi mặt nhìn về hướng nam thể hiện quyền uy, pháp lực vô biên. Phía trước đền gồm nhiều cây cổ thụ như gạo, đa, si. Đặc biệt là những cây nhãn lồng nổi tiếng, sum xuê, tỏa bóng xuống hồ nước trong xanh, đã trở thành một phần linh khí không thể thiếu được đối với các thế hệ người dân nơi đây. Từ xa xưa, nơi đây được coi là nơi tụ thủy, tụ phúc của các thế hệ người dân làng An Xá. Theo các chuyên gia, cùng với những giá trị đặc sắc về lịch sử, các hạng mục, các cổ vật, hiện vật còn lưu giữ tại đền An Xá đã trở thành tài sản, nguồn tài nguyên vô giá của Hưng Yên. Trước tiên phải kể đến tam quan. Hiếm có ngôi đền nào lại có tam quan bề thế, uy nghi như tam quan đền An Xá. Tam quan gồm 3 cửa ra vào, được thiết kế 2 tầng mái. Trên tầng 2 có treo quả chuông đồng cao 1,7 m, nặng 880 kg, được đúc vào thời Hậu Lê, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 34, năm 1773. Và theo các cụ truyền lại là khi mà đền mà có công việc lớn, gióng chuông lên thì 3 tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Hưng Yên đều nghe thấy tiếng chuông. Và trong những cái năm kháng chiến chống Pháp là để gìn giữ quả chuông này là các cụ mang giấu xuống dưới giếng, giếng ngọc. Thì sau khi mà năm 1954 khi mà hòa bình lập lại thì quả chuông được vớt lên và được gìn giữ đến đây. Chỉ có những ngày 8 tháng Giêng, ngày 1 tháng 4, 12 tháng 4 và 22 tháng Chạp mới được gióng chuông này. Qua cổng tam quan là đường nhất chính đạo. Đường rộng 7 m dẫn vào đền chính, nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tại di tích, các thế hệ người dân nơi đây còn lưu giữ được một số di vật, cổ vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu và độc đáo. Đó là tháp đất nung, nhang án bệ thờ đất nung, khánh đá và 2 tấm bia đá. Những cổ vật, hiện vật nói trên còn là nguồn sử liệu vô cùng quý giá, giúp cho các chuyên gia nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc, đặc biệt là phong tục tập quán thờ cúng các vị thần tiên. Các cụ ghi lại là vào năm Vĩnh Trị Nguyên Niên, ứng với năm 1676, khánh đá này trước kia là có một đôi, xưa là để ở dưới tam quan hai bên, thế và các cụ nói lại là sau một cái năm mưa bão thì bị bay đi một chiếc, còn giữ lại được một chiếc. Khánh đá này mình có trước cái chuông đồng. Và mỗi dịp lễ hội và cũng như các cái dịp lễ lớn thì mới được dùng đến. Trên cái khánh đá này còn lại ghi lại bằng chữ nho của những người hương công và công đức cái khánh đá này. Ngoài chuông đồng, khánh đá thì còn có 2 tấm bia thời Lê Thầy Nguyễn ghi lại sự kiện trùng tu tôn tạo và những người có công, hương công, công đức để trùng tu tôn tạo di tích. Đền An Xá được thiết kế theo hình chữ công, gồm 5 gian tiền tế, 3 gian ống muống và 3 gian hậu cung. Các cấu kiện kiến trúc của đền đều được tạo tác vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ và tinh xảo, với nhiều đề tài khác nhau như tứ linh, tứ quý, hoa dây, lá lật, thể hiện tài năng, sự độc đáo về nghệ thuật chạm khắc của các nghệ nhân xưa. Điều khác biệt làm nên sự độc đáo và đặc sắc của ngôi đền An Xá chính là lối kiến trúc, tòa ống muống và tòa hậu cung. Cả 2 tòa đều được làm hoàn toàn bằng đá xanh nguyên khối. Bộ khung chịu lực từ cổ bồng đến nóc mái, các bộ vì, cửa võng, ngưỡng cửa, tất cả hoàn toàn được dựng bằng đá. Đây là loại đá quý hiếm, tạo nên linh khí, sự thâm nghiêm nơi thờ tự.
Hiện tòa ống muống và hậu cung của đền An Xá vẫn bảo vệ, lưu giữ nguyên vẹn được 20 cột đá to, mỗi cột nặng hàng tấn. Những cột đá này đều được chạm khắc bằng phương pháp thủ công truyền thống với những nét chạm nổi rất tinh xảo và độc đáo. Nổi bật là hình rồng bay lên, ẩn hiện trong các đám mây. Xen kẽ là những hình rồng đang bay xuống hút nước dưới hồ sen, rất sinh động. Các câu đối cũng được các nghệ nhân xưa khắc trực tiếp trên thân cột, rất điêu luyện và tinh xảo. Có thể nói, hiếm có di tích nào có được kết cấu kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc độc đáo và đặc sắc như đền An Xá. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đền là nơi nuôi giấu che chở cho các đồng chí cán bộ cách mạng về địa phương hoạt động. Năm 1946, đền được sử dụng làm kho quân giới cho vệ quốc đoàn. Năm 1947, hưởng ứng phong trào mùa đông binh sĩ, các cụ bố lão trong làng đã lấy cờ quạt tàn của đền để may áo cho bộ đội. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đền An Xá tiếp tục được sử dụng làm nơi hội họp, nơi ẩn náu và hoạt động của cán bộ cách mạng, dân quân du kích địa phương, cũng là nơi tiễn đưa lớp lớp con em an viên lên đường tòng quân diệt giặc. Hòa bình lập lại, đền An Xá được trưng dụng làm trường học cho con em trong làng và các vùng lân cận. Để tri ân và tưởng nhớ công lao của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Lão Tiên Ông, Thiên Tiên, Địa Tiên, hàng năm, lễ hội truyền thống đền An Xá đều được địa phương tổ chức rất trọng thể. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 1 đến 12 tháng 4 âm lịch. Chính hội được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, theo thần tích và qua lời kể lại của các cụ cao tuổi ở địa phương, thì có thể khẳng định lễ hội đền Đậu An là một trong những lễ hội đặc sắc nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Trong lễ hội, địa phương phải huy động trên 200 trai tráng trong làng để thay nhau rước 8 cỗ kiệu, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Lão Thiên Ông, Thiên Tiên, Địa Tiên đi quanh làng rồi quay trở về đền. Những người rước kiệu phải là những người được lựa chọn rất kỹ càng. Đó là những người có sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng, có lối sống trong sáng. Những người rước kiệu không bước đi những bước đi bình thường mà phải bước đi theo hình chữ đinh. Vì khi người rước kiệu bước đi theo hình chữ đinh, khiến cho những người xem có cảm giác những cỗ kiệu như đang bay lơ lửng trên không trung. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài phần tế lễ và rước kiệu, nhân dân địa phương còn tiến hành tổ chức các trò chơi dân gian. Thưa quý vị và các bạn, trong lễ hội đền Đậu An, vui nhất và ấn tượng nhất phải kể đến việc người dân địa phương phục dựng lại tích truyện Mẹ nghèo chiến thắng hổ dữ. Chuyện kể rằng thời xa xưa, nơi đây có nhiều hổ báo và thú dữ, người dân trong làng luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Một ngày nọ, có con hổ chúa đi vào làng. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sai Lỗ Quốc Đại Vương và 3 lực sĩ đi xuống tiêu diệt hổ chúa. Cuộc chiến diễn ra hơn một canh giờ, song vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này thì có một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới, gánh 2 con trai nhỏ đi ngang qua. Thấy Lỗ Quốc Đại Vương và 3 lực sĩ tay chân loang lổ vết máu do hổ cào, người mẹ đã giấu 2 con vào bụi tre, sau đó xông lên đánh hổ và hét lớn. Con là kẻ khó qua đường, đàn bà đâu nghĩ con thương làm gì. Thấy dân thống khổ lâm nguy, vì dân con chẳng tiếc gì tấm thân. Lấy hết can đảm, quên đi sự sợ hãi, người mẹ cầm đòn gánh đánh hổ. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, người mẹ giơ cao đòn gánh, đánh tới tấp vào đầu hổ chúa. Hổ chúa bị tấn công dữ dội, sau vài tiếng gầm vang rồi tắt thở. Theo các cụ cao tuổi trong làng, tích đánh hổ được người dân nơi đây tái hiện một cách vô cùng hấp dẫn, sinh động, khiến người dân tin rằng, dù ác thú có ghê gớm đến đâu, cũng sẽ bị con người tiêu diệt, mùa màng sẽ luôn bội thu, con gái làng ngày càng đẹp hơn, dân làng luôn được sống trong yên vui và hạnh phúc.
Niềm tin này đã, đang và sẽ được lưu truyền mãi mãi trong tâm thức của các thế hệ người dân làng An Xá. Chẳng vì thế, mỗi lần tổ chức lễ hội, cành và lá si trang trí trên nóc của tổ hùm vẫn được xem như vật thiêng. Nhiều người đi lễ hội, khi được xem tích đánh hổ, đều cố dành cho mình một vài lá si, với niềm tin lá si sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho mình và người thân. Có lẽ vì sự đặc sắc độc đáo của ngôi đền, của lễ hội, đặc biệt là tích đánh hổ. Thời gian gần đây, vào các dịp tuần rằm mùng 1, đặc biệt là vào những ngày diễn ra lễ hội, dịp Tết Nguyên Đán, nhân dân trong vùng và quý khách thập phương nườm nượp kéo về đền An Xá, cầu lộc, cầu tài, cầu con, cầu của, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ có lần sau và nhiều lần nữa chứ không phải một lần. Quay trở lại đây để chiêm ngưỡng, cầu sức khỏe bình an cho muôn dân trăm họ. Tôi lựa chọn điểm đến đầu tiên ở đây là vì là thờ Đức Vua Cha Ngọc Hoàng. Cho nên là khi dâng lễ ngài xong thì tôi mới đi lễ các nơi khác là thờ các mẫu, các chúa, các chầu thì tôi sẽ đi lễ sau. Còn ngài là Đức Vua Cha Ngọc Hoàng là đấng tối cao nhất là tôi phải về đây tôi dâng hương đầu tiên. Tôi theo tìm hiểu những tín ngưỡng người Việt thì là mình là người phương Đông và dạng thế là đi lễ đầu năm là đi từ Vua Cha và mẫu mẹ. Đi xuống thì đầu tiên thì tôi mới chọn là đền Vua Cha Ngọc Hoàng là nơi đầu tiên để tôi đi lễ đầu năm. Cảm quan đầu tiên là ngôi đền có một cái gì trong tôi cảm thấy rất là cổ kính, linh thiêng và một cái gì rất là uy nghiêm. Nên là khi đến đây dành sự tôn nghiêm tuyệt đối đến với ngôi đền. Khi mà tôi bước chân vào đến ngôi đền, tôi cảm nhận là tự nhiên là cái trong cái cơ thể của mình nó có một như kiểu một cái luồng khí ấy, nó rất là thoải mái rồi là nó rất như kiểu là an nhiên mà khi mình bước đến đây. Đấy rồi là khi mà mình vào mình kêu lễ xong ấy, đi ra về thì mình cảm nhận được cái sự linh ứng. Cảnh quan ở đây thì rất là cổ kính, bảo tồn được cái văn hóa này từ lâu đời. Bây giờ nó rất nhiều những cái nơi mà người ta tự xây dựng lên nhưng mà mình đi đến đấy nó chỉ kiểu là cái điểm check-in thôi. Còn đến đây mình cảm nhận thực sự được là nó rất nhiều cái cổ kính để cho mình cảm nhận được là ông cha ta từ lâu đời là đã xây dựng được những cái công trình nó vĩ đại như thế này. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và điêu khắc, cách đây 35 năm, năm 1989, đền An Xá đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Với những giá trị độc đáo của ngôi đền, ngày 31 tháng 12 năm 2020, đền An Xá đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Tiếp đó, ngày 25 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 2198 công nhận tháp đất Nung đền An Xá là bảo vật quốc gia. Hơn một năm sau, ngày 30 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 41 công nhận bệ thờ đất Nung hiện lưu giữ tại cung cấm đền An Xá là bảo vật quốc gia. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 3435 ghi danh lễ hội truyền thống đền An Xá là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Có thể khẳng định, hiếm có ngôi đền nào độc đáo như đền An Xá. Ngôi đền được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong đó có hai cổ vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Lễ hội truyền thống được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể. Với những giá trị độc đáo về lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc. Với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể ẩn chứa trong lòng ngôi đền. Đền An Xá không chỉ là điểm đến, một địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh hấp dẫn của con dân đất Việt và du khách bốn phương, mà đã trở thành tài sản, nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của các thế hệ người dân xứ Nhãn.